Các bạn, mời các bạn cùng ngắm cây hồ điệp mỏ neo, một cái hồ điệp mà phải nói là có cấu trúc lạ mắt nhất trong các loại lan, chứ không phải dòng hồ điệp nữa các bạn. Nó là một cái thiên nhiên ban tặng, cái cánh nó y như cái mỏ neo của thủy thủ nên gọi là hồ điệp mỏ neo, nhưng thực sự nó là dạng đột biến cánh các bạn ha. Cái hồ điệp mỏ neo này bông nó là dạng bông đuổi nên cái vỏ bông nó sẽ nở rất là lâu. Đặc biệt cây của nó là chúng ta phải chăm chút xíu thì cây nó sẽ đẹp, còn hiện tại giờ những cây này đang bỏ dưới sạp nên là ra nó sẽ không tốt các bạn. Nhưng mà cây này nó khó chết lắm, nó vậy chứ nó nảy con rất là nhiều ha. Và chúng ta trồng thì được thì trồng cái chậu đất nung mà nó hơi bệt bệt vậy nè, nó rất là đẹp, đất nung bệt bệt á, rễ rất là khỏe nha. Và ăn phân rất là mạnh ha, nhất là những phân tan chậm. Mình có người bạn trồng cây này thì họ có phân tan chậm gì họ bỏ vô thì đều phát hiện cây này ăn rất là mạnh, nên cây này mà thiếu phân là nó dễ bị lụi xi xi giống như cây này ha. Nên cây này là một phần là do là trồng không đạt các bạn, chứ không thôi là chúng ta trồng đạt nó rất là đẹp nha, và bông của nó cực kỳ nhiều luôn. Hồ điệp mỏ neo ha các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.